Chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình Sơn sẽ giới thiệu với các bạn một mẫu máy cưa xích loại công suất nhỏ nhất của Thụy Điển, đó chính là máy cưa xích 135. Máy cưa xích 135 thì là dòng máy cưa sử dụng lam zin đi theo máy là lam 16 inch và tổng trọng lượng của nó là 6,5 kg. Do máy là dòng có công suất nhỏ nhất nên trọng lượng của máy và kích thước của máy rất là nhỏ gọn, phù hợp với những cái công việc như là cắt những loại gỗ củi, đường kính gỗ nhỏ, rất là tiện dụng và nhẹ nhàng. Đây chúng tôi sẽ mở chiếc máy này ra cho các bạn xem trong có những cái gì. Đây là toàn bộ máy cưa xích 135. Trong này có một quyển sách hướng dẫn rất là dày, cực kỳ dày. Nó khác với cưa 365, 365 thì có những quyển sách hướng dẫn nó mỏng thôi. Cái cưa 135 này rất là dày, các bạn thấy dày. Hai quyển luôn, một quyển này nữa. Hai quyển sách. Trong toàn tiếng Anh thôi, chắc không hiểu gì đâu. Có thể xem được. Trong này có xích theo máy. Đó. Xích theo máy thì sử dụng xích này là xích H37. Xích H37 là loại xích mà có chân rất là mỏng. Ok. Đây tôi sẽ tháo cái chuyện cho các bạn xem. Đó. Các bạn có thể thấy được chi tiết của máy cưa này. Trên máy cưa thì có thể hiện model của máy 135. Trên thân máy thì có tem màu đen. Trên tem này cũng thể hiện được mã của máy 135. Đó. Và ngày sản xuất, năm sản xuất, số series. Đấy. Đây, mình sẽ 135. Ok. Máy thì các bạn có thể thấy được lốc của máy này thì là làm bằng nhựa, nên là nó chịu độ mài mòn rất là kém. Nên là nếu mà chúng ta sử dụng để cắt những loại gỗ to ấy thì tuổi thọ của máy sẽ không được bền như các loại cưa lớn sử dụng lốc, nó là lốc hợp kim khác. Còn đây là lốc này bằng nhựa, các bạn để thấy được, nên nó sẽ không chịu được sự mài mòn hoặc là tải vào nó quá cao, nó sẽ không chịu được. Đó, đây là bầu nhớt của máy, đây là bầu nguyên liệu hút Husqvarna 135 thì sử dụng được cỡ X-Top, vú bơm, các bạn thấy liệu có vú bơm. Đó. Vú bơm của máy. Máy này sử dụng công tắc kép, tức là le gió và công tắc tắt là nó sẽ tích hợp kép là một, chứ không phải là le gió riêng và công tắc riêng như các loại máy cưa khác. Đó, khi chúng ta muốn đóng le gió thì chúng ta sẽ gẩy lên trên, đó sẽ xuống. Khám phá một chút nữa là do 135 nó là dòng máy công suất nhỏ nên không có giảm áp. Rồi, ok. Dưới đây là toàn bộ hình ảnh và hình ảnh về máy cưa xích 135. Máy cưa xích 135 này thì nó rất là nhỏ gọn thôi, rất là phù hợp với những cái công việc mà cắt củi trong những xưởng gỗ hoặc là cắt gỗ trong xưởng ấy, loại gỗ nhỏ thôi, rất là phù hợp vì trọng lượng nhẹ, dễ dàng di chuyển. Nếu các bạn muốn mua máy cưa xích 135 hàng chính hãng thì hãy liên hệ với chúng tôi, Điện Máy Minh Sơn, website dienmayminhson.vn, số điện thoại 0422 499 399 để được tư vấn và báo giá chính xác nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.